Mẹ đâu Thành? Sới thuê á? Ở nhà trong nhà à? Mẹ đi đâu chưa? Đóng cửa vào. Mẹ sới thuê nhà bác Lợi đấy chị. Gà bới ra ngoài này cơ à? Chị gái là mấy đang nhận mấy bãi ở trên nhà chú Lợi sới thuê. Sới thuê suốt trên đấy. Đang cắt cỏ cho bò à? Mang cho ăn xem nào. Thành cho này là Hoàng Yên quán triệt là đi đâu để Thành ở nhà trông nhà, chăn bò chăn gà, học bài. Thế là Thành cho này ở nhà suốt. Đúng rồi, cầm liềm vào. Ngoan đấy. Cắt cho nắm nữa nào. Gà chị gái đây. Gà nó không nọ là cho uống thuốc là khỏi các bác nhé, khỏe chắc gà chạy ăn khắp vườn. Cắt sát gốc vào, sát thôi mới lên được. Nay con nghỉ học à? Cắt cả cây xuyến chi đi, cắt cả cho bón hết. Cái gì đấy? Cà chua cả, cắt tận gốc, sát gốc, cắt cả cây xuyến chi luôn. Đấy, giật mạnh. Rồi. Đấy, cắt nốt. Chú nó về của mẹ phải sới nhá. Bảo nó chú Hiền bảo sới lên. Nó mới lên được, đó chưa? Cắt cả cụm luôn. Đấy, cắt nốt cái cây đấy được rồi. Sát gốc. Rồi, cắt đôi ra. Chặt đôi hết ra. Bỏ tay. Thôi mày mang cho bón thôi, đừng chặt nữa, bỏ tay sợ ghê á. Bê luôn, nó chén hết đi. Đưa điểm đây. Vứt tổ giáp bỏ tường nhá. Bên này đang lên được này. Được rồi. Đi vào đây lấy cám chân gà xem nào. Già dáng phết rồi đấy. Mỗi tội hơi còi bé quá. Cái này còi so với độ tuổi đang đúng tuổi đang học lớp 5. New ban một năm đang học lớp 4 nhưng mà đúng cho tuổi là còi quá. Mở cửa ngách chú xem nào. Ngô nghê đây. Đừng. Đưa đây. Úi dồi, nó chăn bằng cái cám bò sao được. Lấy ngô. Mang ngô chú bảo. Chuồng trại mấy này là quán triệt là cũng dọn sạch khô thoáng. Ai, con gà cái bắt được con giun của bác kìa. Đấy. Đó. Đấy. Đấy. Bắt được con giun đang chén kìa. Đấy. Được chưa? Lấy cái nồi kia.
xuống một bát nào. Cầm cao một nồi lên, con gà nó cướp. Đẹp đấy. Cho nửa bát nữa. Được rồi. Xúc một bát cám gión cho vào chú. Được chưa? Nhanh. Gà hôm nay thấy nhanh nhẹn hẳn nào. Chắc gà rồi. Đấy. Được đấy. Lâu đấy. Nhanh lên. Rồi mang lên. Chỗ này. Cao lên, cao lên. Đấy. Đây, đặt lên đây. Đưa chú cầm cho. Xoắn ống áo lên. Cao lên. Rồi, đảo đều. Đấy, xoắn đều lên. Xoắn đều hết. Nó dặn làm sao đấy mà làm. Nên mang mỗi cái chuối mày đổ ra mà nó ăn được. Được chưa? Xoắn đều hết lên. Đều hết cho nó khô rồi cho nó ướt, hiểu chưa? Đảo tung lên ra. Rồi. Lấy cái chuối cái đây. Đổ đây. Ui, đổ nước đi. Đổ cái bớt nước đi. Rồi. Đổ đây. Có còn cơm nguội không? Múc cái bát ngô nữa. Nhanh. Cho nhiều nước quá. Riêng chị này thì phải ngó liên tục các bạn. Ngó là làm ăn chán đời lắm. Đoạn dài lượt thôi. Dài vẫn đang khỏe mạnh nhé. Rồi chưa? Ta đảo nhanh để cho nó ăn. Ôi, đảo lên. Vẫn đổ đấy. Đổ cho đều dưới lên. Sau cho ít nước rồi nhá. Cái chỗ chuối của con ấy. Chuối nhiều nước quá. Được rồi. Mang dưới. Xuống. Úi dồi. Cho đều có 3 máng. Vâng. Con mang con này rốt đấy. Cho hai máng kia nó đi. Kia ra. Đây, cho hết cho nó ăn. Con này rốt đấy nhỉ. Nhặt mấy cái vụn đây, không ăn mấy con. Rốt đấy. Cầm gọn lên. Cầm bên trên này. Cầm gì lên? Cầm cái đấy lên. Dịch lên trên. Được rồi. Thôi thôi, cho máng này nữa. Đấy. Đổ hết xuống. Vét sẽ sạch cho nó ăn. Rồi, nhiều quá sang sang máng khác.
Lấy nước cho uống Thành. Ngô ra cái làm bi rồi nhá. Cho nước mang đây Thành ơi. Ừ. Ăn mạnh này. Nhanh mang cho nó uống. Rau lên này. Rau rèn này. Đâu đây? Dạ, béo phết đấy. Ngựa mái béo ục ấy kìa. Màu đỏ. Thuần gà. Hoàng Hiền không chạy vào, thằng Thành thì không biết chăn, lại cho ăn mỗi ít chuối là sao mà no được. Để chỗ nó bằng ấy, để ra cái chỗ ấy kìa, cửa kìa, đấy. Để tách nhá. Để ra vào với. Được rồi, con kia đấy đây. Vứt cái chậu này cho các. Ai ai, chậu vỡ vứt đi. Con bỏ này, bỏ cái ấy ở trên nha. Bỏ cái này ra này. Bỏ cái kia ra. Nó ăn ở trong, nó mắc đầy trong ấy. Tháo để gọn đấy. Cám bò lợn còn không? Đâu mày mang cho lợn ăn cho kia nào. Đấy ăn uống nước này. To khỏe mạnh lớn nhanh này. Bỏng không? Ừ, bỏng chặt. Ừ. Vẫn vãi. Múc vào chỗ đặc đặc kìa. Múc chỗ đặc ấy. Đừng lấy nước nhiều. Đấy. Mẹ đi vắng thay mẹ làm thôi. Việc quế làm tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Chị này chị mua cá mắm cho vào nấu. Đậu cá mắm. Cám bò à?
Nấu các loại cám chịu khó chứ các bác. Cũng tội là chậm thôi nhưng mà làm thì chịu khó. Cho tí nữa. Cỏ chịu khó trồng. Cũng tội là không có kiến thức đấy. Chăn nuôi đấy. Làm thì có chịu khó làm đấy mà. Đấy Vung vào, Vung đâu? Đấy, Vung vào không là kiến thức không có. Rồi, mang ra. Rồi nước rửa anh em. Rồi nước rửa. Rồi. Cho ít nước vào cái cám kia cho nó nguội. Rồi, cho nó đảo vào, đảo xem nó nguội chưa. Cho thế thôi. Đảo đều lên. Nguội chưa? Đâu? Cho một tí nữa. Rồi, bên đây. Rồi, đổ đây. Thấp không? Lợn này lợn siêu sạch này. Vui không Thành? Đấy, mẹ mà đi làm chưa về ở nhà biết làm đó chưa? Bắt chó con á? Bắt ở đâu? Bắt ở cầu nhà ai? Mua được chú loại á? Anh em nhà chú loại à? Vâng. Mẹ bảo thế à? Vâng. Mấy con? Một con ạ. Rồi bé. À thế à? À được được. Chắc là mày đi sới thuê là có tiền là mua nhỉ? Bà cho à? À được, bà tốt đấy. Bảo mẹ là chân mạnh lên cho lớn. Tiền bán không có tiền được. Đấy, ở nhà nó cứ trông nhà có chưa? Trông gà, trông bò, trông lợn, học bài. Không đi chơi linh tinh. Hiểu chưa? À. Tốt. Chơi gần nhà nó không đi linh tinh nữa chưa? Lúc nào mẹ về thì ở cái chơi gần nhà. Còn mẹ đi làm là phải ở nhà, tuyệt đối không ra khỏi nhìn khỏi cổng. Nghe chưa? Mẹ phải cho đi đâu mới được đi. Không là đi ra ngoài cổng là nó vả nẹn vào nó bắt mất con lợn này, nó bê mất. Nó bắt mất con gà là thôi thiệt rồi. Đáng là có con gà để mổ để ăn. Nó ăn trộm mất hết rồi thì lấy gì nữa? Bán có tiền để mà đi đong gạo đi học. Được chưa? Đấy ăn hết này. Đây lúc nào mẹ về mẹ chăn tiếp, được chưa? Rồi cho ăn thế thôi. Đấy, cứ như chú dặn. Đấy, mốc ra xong là nếu mà nó nguội thì là à nó bỏng thì cho thêm tí nước cho nó nguội. Đấy, còn nó mà nguội rồi thì hòa một tí nước rồi đổ ra luôn. Rửa sạch chậu đi. Chén ngay được, hiểu chưa? Thành biết giúp mẹ đấy các bác nhá. Các bác thấy giờ là ổn chưa? À, được. Từ một cậu bé mà trước đây là cãi mẹ. Đấy. Hư. Đấy, giờ các bác thấy là thay đổi dần dần rồi, ngoan dần rồi. Đấy. Biết nghe lời. Chịu thương, chịu khó rồi. Phấn khởi. Đấy. Lúc này con thấy người ta vừa gọi thầm
Chơi cái gì? Chơi Lego. Lego á? Vâng. Ở nhà nó không phải đi đâu hết. Vâng. Nghe rõ chưa? Vâng. Không được ra khỏi cổng. Vâng. Đấy, ăn hết rồi đấy. Vâng. Đợi tí ăn hết là mang cái chậu ra để rửa sạch. Vâng. Không, nó trong rồi nó dày xéo, bẩn, hiểu chưa? Lớn nhanh nhé bạn lợn nhá. Hai con này là nhà chị gái, là chị Hương ở Hà Nội này, cho tiền để mua giống, cho tiền để mua cám. Đấy, chị cho hết cả hai con này. Chị gái chăn ở đây kinh tế. Trước đây là chị gái chị nuôi lợn là một lần. Đấy, được bán rồi là một lần, lấy nó một con thôi. Lần đấy là sau, đợt sau các bác giúp mua hai con nữa, nhưng mà do là chị ốm là đau lưng đi viện là bán hết. Nên lần này lại có hai con để chăn. Hy vọng lần này là mọi việc nó suôn sẻ để chị có lợn để bán. Đấy. Được rồi, xách chậu đi. Xách ra. Ra rửa đây. Rửa nước, rửa sạch. Được chưa? Tí mà tối mà mẹ chưa về là ra cho bò vào, hiểu chưa? À đây rồi, diễn viên điện tử về đây rồi. À, có gì mà tươi ghê, cười phớt lỡ ngoài mà không biết. Xách cái túi gì mà đùm gì ghê thế này. Trời đất quỷ thần. À, có cái tải gì mà ghê thế này. Đi xoay thuê người ta bắt con chó mẹ nuôi. Hả? Cho à? Hả? Bà cho à? Chó bỏ nè. Nó bịt kín này trên. Để mẹ làm. Ai à? Tháo nhanh nó ngạt thở chết. Có dây cổ chưa? À đây có lỗ đây rồi gì? Để nó cắn đấy nhá, cắn đi tiêm chết đấy. Này sới thuê à? Đi sới thuê. Ừ. Xong chưa? Chưa, buổi mai nữa. Sáng hay chiều? Buổi sáng mai nữa. Ừ. Thành tránh nha, cắn vào cắn đấy. Chó má sợ lắm. Thằng Thành nhé, đóng cổng nó chạy mất. À có xích rồi hay gì? À thế được. Ôi, tránh cái chân ra nó cắn bìa. Đang hoảng cái đó. Để nó một tí. Con này chắc chó rồi đấy. Thằng Thành này nhá, cấm nó ôm nó, cấm tới gần, nó cắn nó đi tiêm là dại là chết người đấy. Nghe chưa? Ôi lát. Cái dây cổ có xít không? À đây cũng nóng ấy. Đừng ấy nó lát. Đây mang cái buộc cái chuối này. Để cho nó ấy nhá. Nó thuần đã. Buộc giữa cây này. Buộc vào giữa cây nó tuột. Đấy. Ôi nhỉ. Nó lấy nó đang nóng quá. Cho trong tải nó ngạt. Chắc là con này vẫn đang thả rông đúng không? Hôm nay mới nhốt lần đầu đúng không? Thế mới buộc xích là nó đang răng là phải rồi. Cái được. Được á? Bỏ cái que ra. Sao bắt con cái cho nó đẻ? Có cái thì bà ấy bán rồi. Không có cho cái à? Cái kia mà không biết để ở chỗ mát, để cho khô kia nó lại nắng nó gấy hết cái cỏ kìa. Mang ở chỗ mát mà để nó không khô. Chưa trồng thì om một tưới cái nước vào. Mang vào cái nhà ấy. Góc của cái thì đừng có để nắng ấy, nó khô hết. Đấy. Chị gái tậu thêm cậu vàng về chăn nhá. Đấy, có vẻ là mới mới là hắn chưa được xích bao giờ nên là có vẻ là quặn.
Trời. Cầm con dao kìa. Cái đó. Nhớ đừng ôm ấp thì nó nha. Cắn là tiêm đấy. Sợ lắm. Ây da, ây da, nhảy ghê không? Nó chỉ nhảy nó không kêu nhỉ? Đấy, đỡ mất ngủ. Nó kêu tối mất ngủ. Ây da, lăn lộn, ây da. Thảo Thanh ấy đã bảo là nay mẹ bắt chó về chăn. Được đấy, gà qué cũng đẹp, lợn cũng đẹp đấy. Chỉ khó mà làm ăn nhá. Cái ngô trên cây nào dày quá thì tỉa bớt cho bò. Cây nào mà nó nghiêng ngả thì đắp đất vào cho nó lên nhá. Đang ra bi rồi đấy. Vừa hướng dẫn thằng Thành chăn gà chăn lợn rồi. Bảo nó ở nhà chăn không chăn nó đói, hiểu chưa? Ôi, Hoàng Hiền kết thúc cái video của mình ở đây nhá. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bác. Hot thì đừng có thu đấy. Đây này. Quét hot thì cái nào nhặt được bếp thì nhặt được luôn đi. Cho sạch sẽ cái nhà cửa. Cái kia nào. Tranh thủ đắp đất lên nhá. Sới đắp đất lên, phân bón ra nhá. Cỏ này. Chỗ cắt rồi ấy. Thành đóng cổng con gà nó ra Thành. Bây giờ đóng cổng chú về đi. Con gà nó ra mất tí. Làm đấy nhá. Xin chào các bác.